xin chào các bạn ngày hôm nay thì trời mưa và mình thì rất là thèm ăn takoyaki uhm, nên vì vậy hôm nay mình sẽ làm một video clip về những món ăn vặt ngon ở nhật thì mình đã tổng hợp được bốn món ăn khá là ngon bổ dưỡng và giá cả rất là phải chăng thì hy vọng là khi các bạn đến nhật thì hãy thử bốn món này trước khi nói với các bạn về bốn món ăn trên thì mình muốn kể cho các bạn nghe một cái câu chuyện nhỏ của mình thì lúc mà mình mới vừa đến Nhật thì cũng được đi ăn khá là nhiều món ngon. Tuy nhiên thì những cái món ăn của Nhật nó tên dài dòng và nó khá là tương tự nhau nên mình cứ lộn tùng phèo hết trơn luôn, mình cứ gọi lộn tên món này món nọ. Và cuối cùng thì theo như mình nghĩ là cái cách tốt nhất để có thể nhớ được tên các món ăn là chúng ta phải hiểu được cái nguồn gốc của những cái chữ trong cái tên đó thì chúng ta sẽ nhớ lâu hơn. Vì vậy nên hôm nay mình cũng sẽ nói sơ sơ về tên của các món ăn Hy vọng là các bạn có thể nhớ được Cũng tương tự như là những cái món ăn vặt đường phố ở Việt Nam Thì những cái món nào mà nó thuộc về chiên, xào hoặc là nướng Thì nó sẽ đánh thức vị giác của chúng ta hơn Sẽ làm cho chúng ta cảm thấy ngon miệng hơn thì bốn cái món ăn mà mình giới thiệu với các bạn nó cũng không có nằm ngoài cái phạm vi đó Thì cái từ để diễn đạt cái chuyện mà nấu nướng chiên xào thì nó là từ yakis thì cái bốn món ăn này đều có từ yakis trong đó thì món đầu tiên là cái món mà mình thích nhất luôn và ăn cực kỳ ngon đó là cái món <laughs> cái món đầu tiên mà mình muốn nhắc đến đó là món takoyaki có nghĩa là bánh bạch tuộc nướng thì yakis là nướng rồi còn tako nghĩa là bạch tuột thì trong cái món bánh này thì người ta bỏ bạch tuột vào bên trong đục bánh rồi nướng bánh lên bên ngoài sẽ rắc cá ngừ mà bào mỏng thì mình ăn vào sẽ thấy nó có cái mùi vị của biển giống giống như là mực Nói chung là rất là thơm Sau đó thì chúng ta sẽ tưới lên tương đen và sốt mayonnaise Và đặc biệt là vào những cái ngày mưa hoặc là những ngày trời lạnh Mình ăn cái này cực kỳ nóng luôn, thổi phù 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 ăn Thơm và ngon, nói chung là đây là cái món mình thích nhất các bạn nên thử món này. Giá cả của một hộp takoyaki thì nó khác nhau theo từng vùng miền thành phố nhưng mà nói chung thì nó cũng không rẻ cũng không mắc lắm thì cái hộp mình mua là 8 viên thì hình như là lúc đó mình mua là 550 yên một hộp món thứ hai mà mình muốn nhắc đến tên là taiyaki thì yaki là chiên nướng còn tai có nghĩa là một loại cá thì vì vậy nên cái món này nó có hình con cá món này thì nó có cả vị mặn và vị ngọt tuy nhiên thì mình thích ăn vị ngọt hơn vị ngọt thì nó có hai loại là vị đậu đỏ đó là vị truyền thống thì cái này nó không ngon cho lắm bởi vì nó quá ngọt ăn rất là nhanh ngán còn cái vị thứ hai nó là cái vị kem mà kem bên trong là kem nó là nó là một cái loại kem trứng rất là ngon giống như là bánh costa của việt nam vậy ờ, nói chung là ăn rất là ngon và người ta nướng bánh lên nên nó nóng và thơm cái mùi kem bên trong giá cả của một cái bánh cá này là 130 yên khá là rẻ và ăn thì rất là ngon. Còn bánh loại bánh thứ ba là okonomiyaki thì cái tên nó hơi bị dài đọc rất là mệt và mình bỏ rất nhiều thời gian để nhớ cái tên này. thì đơn giản mình chia ra yaki là chiên nướng còn okonomi có nghĩa là cái mà mình thích thì okonomiyaki là một cái loại bánh mà khi bạn đến đây ăn thì lúc mà làm bánh người ta cho bạn chọn lựa nguyên liệu theo ý của bạn thì bởi vậy nên cái giá tiền nó cũng phụ thuộc vào cái những cái nguyên liệu mà bạn chọn có rất là nhiều người đã đặt ra một cái tên gọi thân thuộc hơn cho cái bánh này cho dễ gọi là bánh xèo nhật bản uhm, thì thật ra nếu mà đem cái bánh này mà so với bánh xèo của việt nam á, thì nó không ngon bằng bởi vì thật sự là bánh của mình á, nó chú trọng nhiều vào gia vị và rau nên nó có đầy đủ mùi vị hết mình ăn rất là đậm đà còn bánh ở đây thì thường không có đủ nhiều mùi vị bằng mình người ta không ăn được những cái như là quá chua hay quá cay thường thường người ta chỉ ăn mặn mặn ngọt ngọt vậy thôi nên nó không đủ đậm đà như là các loại bánh của mình nói chung thì cái loại bánh này ăn khá là lạ nên thử một lần cái món ăn thứ tư mà mình muốn nói đến thì tên nó là yakisoba. Thì ba món ăn đầu tiên là chữ yaki đứng sau cùng, còn cái món ăn này thì chữ yaki đứng đầu tiên. Tên nó là yakisoba. Thì yaki có nghĩa là chiên nướng, còn soba là để chỉ lúa mạch thì nó chỉ cái món mì soba. Thì cái món này á, là mì người ta chiên xào lên cùng với những cái như là gừng đỏ rồi có còn còn có loại là có trứng nữa ăn thì khá là ngon Nói chung thì cái món này ăn ngon và khá là nhanh no bởi vì nó có tinh bột Tuy nhiên thì ăn một mình thì nó cũng không có gì đặc sắc lắm Nhưng mà nếu như mà chúng ta ăn chung với lại những cái như là takoyaki chẳng hạn Thì nó là một cái sự kết hợp rất là tuyệt vời Vậy là mình đã giới thiệu xong bốn món ăn vặt khá là ngon ở Nhật Bản Và các bạn nên thử những cái món ăn này Thì mình sẽ đọc lại tên 4 món ăn này Thứ nhất là... <laughs> Quên mất tiêu Ừ. thứ nhất là takoyaki thứ hai là taiyaki thứ ba là okonomiyaki và cuối cùng là yakisoba hy vọng là các bạn có cơ hội để thử những cái món ăn ngon này xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại